Thưa quý vị và các bạn, đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối được hoàn thành chỉ trong vòng chưa đầy 8 tháng là một kỳ tích trong xây dựng dự án trọng điểm quốc gia. Góp phần làm nên kỳ tích ấy, tỉnh Hưng Yên đã gấp rút triển khai một khối lượng lớn công tác giải phóng mặt bằng nhanh chưa từng có, cũng như nhiều hoạt động hỗ trợ thi công. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại quá trình triển khai dự án được coi như mạch máu mới của nền kinh tế này trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Kể từ ngày 18 tháng 1, ngày khởi công dự án, tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương bắt tay ngay vào công tác giải phóng mặt bằng. Sau chưa đầy 2 tháng, hầu hết các diện tích đất lúa mà đường dây đi qua đã được bàn giao cho nhà thầu thi công. Làm một cột điện 500 kV ấy, thì gia đình tôi rất phấn khởi, đồng tình để nhà nước làm cho nó thuận tiện. Gia đình chúng tôi và các ruộng xung quanh thuộc chân cột điện đồng ý giải phóng mặt bằng để cho nhà thầu thi công công trình đúng tiến độ. Với chiều dài đường dây 500 kV đi qua thị xã Mỹ Hào và huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên là 11,5 km, tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng là trên 4,6 ha, liên quan đến trên 100 hộ, trong đó có 17 hộ có đất thổ cư với 15 trường hợp phải bố trí tái định cư. Dù còn vướng một số thủ tục liên quan chưa nhận đủ tiền bồi thường hỗ trợ, nhưng có những hộ đã sẵn sàng dỡ bỏ nhà ở để bàn giao mặt bằng cho dự án. Tôi là diện tích thu hồi là 140 m, nhà nước thu hồi thì chúng tôi chấp hành thôi. Mặc dù thì mới nhận được ít thế nhưng mà chúng tôi vẫn ủng hộ công việc của quốc gia, chúng tôi ủng hộ. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, cả hệ thống chính trị của thị xã Mỹ Hào và huyện Văn Lâm tập trung cao độ, nỗ lực không ngừng, không kể ngày lễ, ngày nghỉ để tuyên truyền vận động người dân nhường đất cho dự án, vừa kịp thời tháo gỡ ngay những khó khăn vướng mắc, vừa hành quân, vừa xếp hàng như dự án đường vành đai 4. Nhưng dự án đường dây 500 kV có tiến độ triển khai nhanh chưa từng có, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Với sự nỗ lực của chúng tôi, cùng với sự phối hợp của chính quyền địa phương, sự ủng hộ của người dân có phần đất đối với đường điện đi qua, thì chúng tôi cũng đã hoàn thành việc bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư. Xác định của cái nhiệm vụ được giao là anh em sẽ tập trung cao từ lãnh đạo địa phương, ở thôn xã, rồi là ban quản lý, thì chúng tôi tập trung thực hiện dự án, triển khai gấp rút đảm bảo cái tiến độ. Không chỉ gấp rút thực hiện giải phóng mặt bằng, tỉnh Hưng Yên còn có nhiều hoạt động hỗ trợ công tác thi công. Điện lực Hưng Yên thành lập 4 đội với kỹ sư và công nhân với gần 500 ngày công trực tiếp lắp đặt kết cấu thép. Đoàn viên thanh niên đã hỗ trợ hàng trăm ngày công di chuyển đồ đạc cho các hộ gia đình nằm trong diện có nhà phải giải tỏa, hỗ trợ nước uống cho công nhân. Đến ngày 19 tháng 8, đường dây 500 kV mạch 3 đoạn từ nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 đến phố Nối Hưng Yên được đóng điện thành công, ghi dấu những đóng góp quan trọng của tỉnh Hưng Yên để dự án về đích đúng tiến độ, thể hiện sự quyết tâm cao độ của tỉnh Hưng Yên đối với dự án quan trọng quốc gia. Tỉnh Hưng Yên đã hỗ trợ chúng tôi rất tốt, tôi rất cảm ơn công việc tỉnh Hưng Yên đã hỗ trợ. Và bên cạnh đó thì công ty điện lực Hưng Yên cũng đã hỗ trợ rất tốt trong việc là cắt điện để bọc online những cái giao chéo. Chúng tôi được sự hỗ trợ rất là sát sao của lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã phối hợp cho việc giải phóng mặt bằng phát sinh trong quá trình thi công, thì tỉnh cũng luôn hỗ trợ huy động các lực lượng tham gia thi công. Ban chỉ đạo và tập đoàn điện lực rất là cảm ơn lãnh đạo địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi để anh em triển khai đến giờ là tốt rồi. Và cái công trình này nó cũng sẽ góp phần trực tiếp cho cái thu hút đầu tư của địa phương. Dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn từ Quảng Trạch, Phố Nối có chiều dài trên 518 km đi qua 9 tỉnh gồm Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và tỉnh Hưng Yên. Đây là một phần quan trọng trong kế hoạch phát triển hạ tầng năng lượng quốc gia. Việc đưa dự án vào vận hành sẽ giúp tăng công suất truyền tải điện từ miền Trung ra miền Bắc từ 2.200 MW lên 5.000 MW, cũng như từ nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 phân phối cho các tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng nhằm giải quyết vấn đề cung ứng điện cho miền Bắc, nhất là phục vụ phát triển công nghiệp.